chúc mừng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được thần tài ban lộc, trúng số bất ngờ, phát tài rực rỡ, đổi đời cực giàu có, may mắn không ai sánh bằng, đúng 2 tháng cuối năm 2023. Hoan hỷ kính chào quý vị đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị bình an, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Vâng thưa quý vị, năm 2023 đã dần bước vào những tháng cuối cận kề năm. Đây là thời điểm mà người người, nhà nhà, ai ai cũng dồn hết tâm sức hòa mình vào guồng quay, chạy đua với thời gian để hằng mong có thể cải thiện được cuộc sống, đón một cái Tết dư giả, đủ đầy, không lo toan, không nợ nần. Hiểu được điều đó, các bậc thầy tử vi đã luận giải về vận trình cho 12 con giáp trong 2 tháng cuối năm 2023 này. Và thật bất ngờ khi trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, bất ngờ được thần tài tới tận cửa ban lộc, làm gì cũng phất mạnh, may mắn liên tiếp, làm đâu chúng đấy, đúng tháng 11 và 12 âm lịch, tiền bạc chất cao như núi, sống cả đời giàu sang phú quý, nhờ biết được bí mật này. Đặc biệt, trong video này, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ chi tiết về tính cách, vận trình công danh, tài lộc, đường làm ăn kinh doanh, để quý vị có thể tận dụng được hết thảy những vận may của mình. Hãy theo dõi hết video này, chắc chắn bạn chính là con giáp trời ban số mệnh giàu có cả đời, từ đây quý nhân trợ vận, thần tài ở bên cả đời. Và để nắm bắt kỹ hơn về vận trình cực may cực đỏ này, mời quý vị theo dõi kỹ video ngay dưới đây. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Trong số 12 con giáp, tuổi Kỷ Dậu là con giáp duy nhất có được sự tinh tế, cẩn trọng. Họ không thuộc tuýp người bốc đồng hay phô trương, mà kín đáo, hành sự âm thầm và có khả năng làm giàu rất nhanh. Họ rất kiên nhẫn, ẩn nhẫn chờ thời. Được gọi là báo hiệu chi kê, tức gà gáy, những người sinh năm Kỷ Dậu thường sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đa số Kỷ Dậu có cuộc sống vật chất tương đối đầy đủ trong giai đoạn đầu đời. Điều may mắn này có khi thành ra không hay, vì với những Kỷ Dậu quen với tuổi thơ được chiều chuộng, thường sinh ra tính ỷ lại, lười lao động, thích được chiều chuộng. Đến trung vận, thời gian tự thân lập thân thì bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải thích ứng với cuộc sống tự lập. Tuy nhiên đó chỉ là một khoảng thời gian để thích nghi, sau đó họ vẫn được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống bên cạnh nỗ lực của mình. Ngược lại, những người Kỷ Dậu đã từng chịu cảnh nghèo nàn khi còn trẻ thì trung vận sẽ bắt đầu sáng sủa, vì họ đã sớm rèn luyện được ý chí kiên cường. Kỷ Dậu mang hành thổ, tính cánh khác hẳn so với những tuổi Dậu khác. Sách xưa có viết, nhâm thân, Kỷ Dậu thì thân Dậu là chính vị của thổ cục, nằm ở vị trí lâm quan đế vượng, nên thổ ở đây già cứng, cương mãnh, ví như nền đất của ngôi nhà, nên gọi là đại trạch thổ. Do đó Kỷ Dậu là tuổi có khí thế cực thịnh, người Kỷ Dậu tư chất quyết đoán, nghiêm nghị, dứt khoát, là mẫu người có chí lớn, tâm tính mạnh mẽ, cương nghị, quyết liệt. Người sinh năm 1969 được gắn với hình ảnh kiên cường, hiếu chiến, đầy trải nghiệm, đặc biệt là tuổi Kỷ Dậu sinh vào giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ sáng, là giờ gáy sáng, dễ kích động, dễ tranh cãi với người khác. Ngược lại, Kỷ Dậu sinh vào giờ chiều tối, tính tình hiền lành, nhu mì, có đôi chút nhút nhát. Chữ Kỷ thuộc thổ, chữ Dậu thuộc kim, nạp âm cũng là hành kim, nên người Kỷ Dậu nếu có thêm bộ cương cường sẽ rất dữ dội, thổ sa vô hỏa bất thành hình, tức đại trạch thổ đều phải có hỏa rèn luyện thì mới thành vật dụng được, do đó mà Kỷ Dậu thường phải xúc tiến, xông pha ra đời, văn ôn võ luyện mới làm nên cơ nghiệp. Kỷ Dậu ngoài nóng trong lạnh, bên trong là người rất tình cảm, nghĩ tốt và có ý tốt với người khác, nhưng sự thể hiện bên ngoài lại khá thẳng thắn, ngôn từ chỉ trích, sắc bén, không mấy khi được tinh tế khiến người nghe cảm thấy tổn thương, khó tiếp nhận. Do vậy, tuy là người bạn hào phóng, chân thành, nhưng Kỷ Dậu lại có rất ít bạn tâm giao. Sự độc đoán và thẳng thừng khiến con giáp này chẳng có nhiều bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, những người bạn thực thụ của tuổi Dậu thường bỏ qua sự kiêu ngạo này. Họ đánh giá rất cao tính trung thực, sự tự lập của Kỷ Dậu và trân trọng tình bằng hữu. Trong công việc, tuổi Kỷ Dậu thường tích cực hơn phần lớn các con giáp còn lại. Họ coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao và thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn. Người sinh năm Dậu thường truyền tải năng lượng của mình qua nghệ thuật và quan hệ xã hội. Họ đặc biệt có năng khiếu về âm nhạc. Con giáp này thích ca hát, bất kể là trên sân khấu, tại các bữa tiệc hay ở ban công nhà mình. Khả năng sáng tạo của họ cũng thể hiện ở những lĩnh vực khác như hội họa, kiến trúc, thiết kế. Tuổi Kỷ Dậu có trí tưởng tượng phong phú và sức sáng tạo rất lớn. Ngoài nghệ thuật, họ cũng thành công trong khoa học và thương mại. Người sinh năm Dậu có thể tập trung sức lực vào điều muốn làm. Khi đã bắt tay vào công việc yêu thích,
họ sẽ toàn tâm toàn ý và có khả năng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Người tuổi này còn có sao Thiên Đức chiếu mệnh nên cuộc sống gặp nhiều may mắn hay được biểu dương, khen tặng nhưng cũng cần phải cân nhắc kỹ trong mọi việc làm. Do mệnh đại trạch thổ mà thổ thì phải thật bén chắc, nếu không rất dễ gặp chuyện làm ơn mắc oán, gậy ông đập lưng ông, sinh nghề tử nghiệp. Thông minh, sáng suốt, nhạy bén, xử lý vấn đề thông suốt, nhẹ nhàng, không bó tay trước các vấn đề nan giải, Kỷ Dậu lại hiếu chiến, bất cần, có máu ăn thua cao nên hãy tránh đụng chuyện với Kỷ Dậu hoặc ít nhất tránh xa nếu họ đang giận dữ, kẻo không chết cũng trọng thương. Như tàn cuộc của trận đá gà, việc tín chủ nổi cáu hay phản ứng gay gắt lại cũng là hành động kích ngòi nổ, dẫn đến hậu quả không lường trước được. Kỷ Dậu cần hết sức thận trọng trong hành xử, phải biết điều tiết cảm xúc của mình, đừng nên quá liều lĩnh, nếu không sẽ phạm những sai lầm đáng tiếc. Đặc biệt, bạn nên tránh xa cờ bạc, khi bị cuốn vào sẽ khó mà rút ra được. Trong cuộc sống, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, luôn quan tâm, vun đắp, chăm sóc cho mái ấm của mình, dù hành động thể hiện sự quan tâm ấy có phần vụng về, nhưng đó là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim của họ và họ cảm thấy hãnh diện về gia đình, về thành quả của mình. Hầu hết các nam giới sinh năm Kỷ Dậu đều thích thể hiện bản thân, muốn người khác biết được tài năng, trí tuệ của mình, thường nhận được sự coi trọng của nữ giới. Tuy thích thể hiện bản thân là vậy, nhưng nhờ lòng tự trọng, khống chế mạnh ý thức nên họ sẽ không làm chuyện quá đà hoặc những chuyện nổi loạn. Nam Kỷ Dậu cũng giống các chàng tuổi Hợi, thường dễ dao động trong tình yêu, mục tiêu cuộc đời mà họ đặt ra là có một sự nghiệp vững vàng và chăm lo tốt cho gia đình. Nên khi lập gia đình, họ rất yêu thương vợ con, thường giúp vợ việc nhà, tạo nên bầu không khí hòa thuận, ấm êm. Nữ giới Kỷ Dậu quyến rũ, mạnh mẽ, chủ động trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu, các cô gái Kỷ Dậu rất coi trọng hình thức của bản thân và của đối tượng mình kết giao. Họ có thể chấp nhận được sự ràng buộc vì người mình yêu, nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định, nên rõ ràng không thích hợp với kiểu đàn ông gia trưởng. Nữ Kỷ Dậu là những cô gái thông minh trong quán xuyến việc gia đình, nhà cửa, là người vợ thủy chung, biết sẻ chia cùng chồng và là người mẹ biết chăm sóc và yêu thương con cái. Xem lá số tử vi số mệnh của người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, năm 2023 được dự báo sẽ là năm bình ổn, mọi công việc của bạn trong năm sẽ nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Lại thêm cát tinh chiếu mệnh, đôi khi cơ hội tự đến với bản mệnh mà không cần bạn phải bon chen, giành giật một chút nào. Có quý nhân tương trợ, cùng vận niên dương thảo ngạn ủng hộ, như hổ mọc thêm cánh, đánh đâu thắng đó, vơ vét hết lộc lá của thiên hạ. Sau những xui xẻo phải chịu trước đó, giai đoạn cuối năm 2023 quả thực sẽ rất may mắn và tài lộc dồi dào với bạn. Bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ, hanh thông. Đặc biệt, bước sang tháng 11 và 12 âm lịch, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Sự nghiệp cũng dần bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng tăng tiến, công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Tuy nhiên, dù có cát tinh hỗ trợ, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng thị phi. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió nhé. Xét tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 11 và 12 âm lịch. Người tuổi Kỷ Dậu đón vận trình 2 tháng cuối năm với tâm trạng hân hoan và thoải mái, khi hầu hết các phương diện của bạn đều có khởi sắc. Có thể nói 2 tháng 11 và 12 âm lịch này là thời điểm những chú gà gặt hái toàn điều tốt đẹp, bù đắp cho những khó khăn từ đầu năm. Được tam hợp thái tuế hỗ trợ, con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét, cũng không có gì phải lo lắng vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Tài vận trong tháng 11 và 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng nhờ các khoản đãi ngộ cuối năm. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát,
phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn những tháng trước. Với những ai chưa có bạn đồng hành thì sẽ sớm có. Những ai đã có người yêu thì có thể tính đến hôn nhân. Còn ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đầm ấm, thắm thiết hơn, thuận vợ thuận chồng làm việc gì cũng có lợi. Hung tinh án ngữ trong vận trình sức khỏe của tuổi này dự báo về những bất lợi thương tật mà bạn có thể gặp phải trong 2 tháng cuối năm này. Bản mệnh nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 2 tháng may mắn này quý vị nhé. Đầu tiên xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 và 12 năm 2023, tuổi Kỷ Dậu âm lịch, những chú gà sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong 2 tháng cuối cùng của năm Quý Mão này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Lại thêm thiên ấn xuất hiện, trong 2 tháng này báo tin vui cho con giáp tuổi Kỷ Dậu biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc cát khí lan tràn, bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm. Thì nay hãy dũng cảm theo đuổi, thực ra việc gì mới bắt tay vào làm sẽ khó tránh việc gặp những trở ngại ban đầu. Thậm chí đôi khi bạn còn cảm thấy nản lòng và chùn bước, thế nhưng với điều kiện thuận lợi hiện tại, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn ban đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cố gắng duy trì kết hợp với những người cùng chí hướng để công việc được thuận lợi, tránh xa bạn bè xấu kẻo gặp chuyện rắc rối. Ngoài ra, không nên soi mói quá mức tới mọi mặt, cũng đừng quá chi tiết, điều gì đến sẽ đến. Bạn sẽ có thu hoạch bất ngờ đúng với năng lực của mình. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Dậu cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Kỷ Dậu vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chớ nên tỏ ra hoang hoang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước lấy rắc rối cho bản thân. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 11 và 12 của 12 con giáp âm lịch cho biết tài lộc của tuổi Kỷ Dậu vượng lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bên cạnh khoản lương cứng. Với biểu hiện xuất sắc của mình, Kỷ Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ, đây còn là 2 tháng cuối năm, nên là lúc mà tiền lương tiền thưởng được trao. Nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của Kỷ Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về, nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp, nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Kỷ Dậu được khuyên, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình. Chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả, nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm,
chuẩn bị đón Tết hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Về phương diện tình cảm, gia đạo. May mắn tiếp tục đồng hành với Kỷ Dậu ở phương diện tình duyên, hai tháng cuối cùng của năm 2023 này, chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều niềm vui nhờ bán hợp đồng hành. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, giữa cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung, gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa, thời gian này, chuyện nhỏ chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương, nhờ vậy không khí gia đình luôn ngập tràn sự ấm cúng, hòa thuận. Người độc thân có vận đào hoa, nhân duyên khác giới vượng nên dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Nếu tình cảm đến vào lúc này sẽ phát triển rất nhanh, thời gian tới bạn sẽ không còn lẻ loi một mình nữa. Về phương diện sức khỏe, điều duy nhất Kỷ Dậu cần quan tâm là tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 và 12 âm lịch. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng nhỏ như mất ngủ, ăn uống kém ngon lại khiến thể trạng bạn sa sút nhanh chóng, bệnh cũ cũng có thể tái phát. Nếu thời gian qua bạn đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe, những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận, kẻo bị thương tật, tai nạn. Khi làm việc nhà cũng cần lưu tâm, khi sử dụng vật dụng sắc nhọn, tránh để đứt tay chảy máu, vướng họa huyết quang khi Tết đã cận kề. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. 1. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi Kỷ Dậu âm lịch, bước sang tháng Giáp Tý cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều thăng trầm. Tự tin chính là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công một cách tốt nhất. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong thời gian này. Tứ hành xung đẩy bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu, thậm chí nếu bạn nghe theo ý kiến của người khác còn cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời gian bạn cần ở một góc riêng để xác định lại mọi mục tiêu một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, đối với một số người tuổi Kỷ Dậu thì đối mặt với sự mâu thuẫn lợi ích nơi công sở, bạn nên tìm cách rút lui, vì nếu càng lún sâu vào đó thì càng có thêm nhiều rắc rối khó lường. Thực ra trong khi đó, bạn vẫn có thể tập trung vào công việc và thể hiện năng lực. Trong khi mọi người mải đấu đá nhau, nhất là khi có chính quan và thiên ấn làm chỗ dựa tinh thần, thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp thì kết quả sẽ không tệ chút nào. Tài chính ở thời điểm này may mắn vẫn được đảm bảo, Kỷ Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh sa đà vào việc sắm quá dư thừa mà gây lãng phí. Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Kỷ Dậu thời gian này, bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc, nên có vẻ hay giận hờn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm cát tinh trợ mệnh, nên rất tốt cho nữ mệnh khía cạnh nhân duyên, ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chuẩn của bạn được đáp ứng. Quý nhân, Mão, Tuất, Tiểu nhân, Hợi, Tỵ, màu sắc cát tường, đen, hồng, con số may mắn 34, 01, 11. 2. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, vận trình tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu có chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Quý nhân tam hợp đả thông tư tưởng, thúc đẩy bản mệnh làm việc hăng hái, nhiệt huyết, đạt thành quả khả quan, mở ra cơ hội thăng tiến. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, lại có ngũ quỷ hung tinh rình rập, tuổi Dậu làm gì cũng phải thận trọng, tiến hành từng bước, tránh dục tốc bất đạt. Theo luận giải tử vi, Kỷ Dậu trong tháng này tài vận có dấu hiệu khởi sắc, kinh doanh, buôn bán khá lý tưởng. Đơn hàng tới tấp, người là làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn trong tháng, không lo vấn đề đón Tết. Tuy nhiên, chi tiêu trong tháng phát sinh rất nhiều, cần có kế hoạch cụ thể để ra riêng không phải khốn đốn. Sức khỏe tuổi Tỷ Dậu không gặp vấn đề nghiêm trọng, người thể trạng yếu có thể mắc một số bệnh vặt, nhưng triệu chứng nhanh khỏi, chú ý ăn uống tiệc, tùng liên miên có thể gây tăng cân, khó chịu. Hạn chế uống bia rượu, chú ý lái xe cẩn thận, kẻo xảy ra sự cố tai nạn bất ngờ. Vận trình tình cảm có sự thăng cấp bất ngờ, người độc thân cũng mở rộng trái tim đón nhận tình yêu lãng mạn, đời sống hôn nhân hài hòa, gia đạo an yên, vợ chồng con cái hóa giải được những mâu thuẫn. Quý nhân, Sửu, Dần, Tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, con số may mắn 21, 39, 18.
Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có thể thấy thời gian tới người tuổi Kỷ Dậu sẽ có cả thiên thời địa lợi. Chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ, và để giúp bản mệnh tuổi Kỷ Dậu dễ dàng tìm được quý nhân, tránh kẻ tiểu nhân. Sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, dựa theo can chi, ngũ hành. Tuổi Dậu với tuổi Tý. Người tuổi Tý và Dậu thường có nhiều điểm trái ngược trong cách thức làm việc, có khi họ không bằng lòng về đối phương, nhưng cũng không nói ra, điều đó khiến mối quan hệ làm ăn gặp phải một số cản trở. Tuổi Dậu với tuổi Sửu. Thuộc nhóm tam hợp, tuổi Dậu và Sửu ăn ý với nhau từ suy nghĩ, hành động cho tới mục tiêu, lý tưởng, vì vậy họ thường đạt được kết quả tốt khi hợp tác với nhau. Tuổi Dậu với tuổi Dần. Hai tuổi này nếu làm ăn với nhau thì ban đầu sẽ có một số thách thức, chỉ cần kiên trì không bỏ cuộc thì sẽ gặt hái được thành quả. Tuổi Dần dễ khởi đầu mở màn nhưng cũng nhanh chán, bù lại tuổi Dậu thì rất kiên trì nên sự hợp tác này là có lợi. Tuổi Dậu với tuổi Mão. Tuổi Dậu và Mão nếu kết hợp làm ăn với nhau thì cả hai đều cần có sự thấu hiểu đối phương và lắng nghe nhau nhiều hơn, nếu không rất dễ xảy ra xích mích, cãi vã. Tuổi Dậu với tuổi Thìn. Hai tuổi này thuộc nhóm lục hợp nên khi hợp tác sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều. Thìn và Dậu đều có điểm bù trừ lẫn nhau, họ sẽ giúp nhau khắc phục điểm yếu và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Tuổi Dậu với tuổi Tỵ. Bộ tam hợp này sẽ bổ trợ cho nhau rất tốt trong công việc. Khi Dậu cần tới sự giúp đỡ, tư vấn thì sẽ có tuổi Tỵ bên cạnh. Ngược lại, tuổi Tỵ cũng tìm được người bạn đồng hành bao lâu nay mình mong muốn, kết hợp trong kinh doanh thì sẽ thu được nhiều thành tựu, lợi nhuận lớn. Tuổi Dậu với tuổi Ngọ. Bình ổn, tuổi Dậu và Ngọ có cùng chung mục tiêu và quan điểm làm việc, họ đều nghiêm túc với mục tiêu đặt ra. Nếu có gặp khó khăn thử thách thì cả hai vẫn theo đuổi tới cùng, đến khi đạt được kết quả mới thôi. Tuổi Dậu với tuổi Mùi. Dậu và Mùi kết hợp với nhau khá ăn ý, người đưa ra sáng kiến, người hành động kiên trì, họ có thể đạt được một số thành tựu nhất định. Tuy ban đầu không quá lớn, nhưng đó là tín hiệu tốt để Dậu và Mùi kiên trì làm việc, nỗ lực nhiều hơn. Tuổi Dậu với tuổi Thân. Hai tuổi này có ưu điểm là dám nghĩ dám làm, suy nghĩ tích cực, hành động mạnh mẽ, họ thường cho nhau những lời động viên, truyền cho nhau năng lượng tích cực để đối phương tự tin hơn và làm việc quyết liệt hơn. Tuổi Dậu với tuổi Dậu. Sự kết hợp của hai người cùng tuổi Dậu có thể ban đầu sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra quan điểm, bàn luận một vấn đề nào đó, bởi vì cả hai đều khó chấp nhận ý kiến của nhau. Tuổi Dậu với tuổi Tuất. Chỉ nên kết hợp với nhau trong những lĩnh vực cả hai đều có kiến thức và sự am hiểu nhất định. Dậu và Tuất không nên đầu tư mạo hiểm, nếu không thì sẽ có khả năng gặp rủi ro. Tuổi Dậu với tuổi Hợi. Cặp đôi này làm việc một cách phóng khoáng, thoải mái nhưng vẫn đạt được hiệu quả nhất định. Khi cần thiết họ rất nghiêm túc, làm việc cường độ cao nhưng cũng có lúc cả hai nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Quý vị thân mến, Phật gia giảng rằng vật tùy tâm chuyển, cảnh từ tâm tạo, mọi phiền não đều là do tâm mà sinh ra. Một triết gia từng nói, hoặc là bạn khống chế sinh mệnh, hoặc là sinh mệnh khống chế bạn, tâm thái của bạn sẽ quyết định ai là người cưỡi và ai là vật để cưỡi. Bạn không thể kéo dài được sinh mệnh, nhưng bạn có thể mở rộng được nó. Bạn không thể thay đổi được thời tiết, nhưng bạn có thể khống chế được tâm tình của mình. Bạn không thể khống chế được hoàn cảnh, nhưng bạn có thể điều chỉnh được tâm thái. Nhà văn Charles Dickens cũng nói, một tâm thái khỏe mạnh còn có sức mạnh lớn hơn 100 loại trí tuệ. Còn Thomas Edison thì nói rằng, một người luôn hướng tới mục tiêu của mình mà tiến đến thì cả thế giới sẽ nhường đường cho họ. Những câu nói này tuy rằng ngắn gọn nhưng lại vô cùng sâu sắc, kinh điển. Một người có trạng thái tinh thần như thế nào thì cuộc sống thực tại của người đó sẽ như thế ấy. Trong cuộc sống, tâm thái tốt không chỉ giúp chúng ta lạc quan, phóng khoáng mà còn giúp chúng ta chiến thắng và thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, cực khổ. Tâm thái tốt cũng giúp chúng ta không bị vướng mắc vào danh lợi, sảng khoái sống cuộc sống không bị ràng buộc. Mấy ngàn năm văn minh của nhân loại đều nói cho chúng ta biết rằng tâm thái tích cực đem lại sự khỏe mạnh, hạnh phúc và tài phú. 1. Tâm thái quyết định nhân sinh. Một triết gia từng nói, tâm thái của bạn là chủ nhân thực sự của bạn. Trong cuộc sống chúng ta không thể khống chế được cảnh ngộ mà mình gặp phải, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được tâm thái của mình. Chúng ta không thể thay đổi được người khác, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được bản thân mình. Thực ra, giữa người với người sự khác biệt to lớn thực sự là ở tâm thái. Một người thành công hay thất bại, rất nhiều khi là do tâm thái của bản thân họ quyết định. 2. Oán trách không bằng thay đổi tâm thái. Đời người có thuận cảnh cũng có nghịch cảnh, không ai sống trên đời đều chỉ gặp một trong hai. Người khi gặp thuận cảnh,
ở đỉnh cao mà dương dương tự đắc, khi gặp nghịch cảnh thì gục đầu ủ rũ, đều là người nông cạn, thiếu hiểu biết. Đối mặt với lúc suy sụp, nghịch cảnh, nếu chỉ biết oán trách, tức giận, thì người ấy vĩnh viễn là kẻ yếu kém, thất bại. Bởi vậy, một người khi ở vào nghịch cảnh cần phải thay đổi tâm thái, giữ tinh thần lạc quan, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh. 3. Có tự tin mới có thể tiến bước. Từ xưa đến nay, rất nhiều người gặp thất bại không phải vì họ không có năng lực, mà bởi vì họ khuyết thiếu tự tin. Tự tin là một loại sức mạnh, cũng là một loại động lực. Một người ở vào lúc không tự tin sẽ rất khó để hoàn thành tốt công việc. Khi việc gì họ cũng không làm được tốt, thì họ lại càng không tự tin. Đây là một loại tuần hoàn ác tính, cho nên một người phải luôn có tâm thái tự tin mới có thể giải quyết tốt được sự tình, biến phức tạp thành giản đơn. 4. Tâm động không bằng hành động. Mặc dù hành động không nhất định thành công, nhưng không hành động thì sẽ không có thành công. Cuộc sống sẽ không bởi vì chúng ta muốn thứ gì mà trả công cho chúng ta, mà là vì chúng ta đã làm gì mà trả công cho chúng ta. Người ta nói, mục tiêu của một người là bắt đầu từ khát vọng, hạnh phúc của một người là từ tâm thái mà ra, còn thành công của một người là bắt đầu từ hành động. 5. Buông bỏ đúng lúc mới có được thu hoạch. Cổ nhân có câu, mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mạc cưỡng cầu, trong mệnh mà có thì cuối cùng cũng sẽ có, trong mệnh mà không có thì chớ cưỡng cầu. Một người không nên đi cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, cần phải học cách tùy thời mà buông bỏ. Một người kiên trì mù quáng không bằng lý trí buông bỏ, biết buông bỏ đúng lúc là một loại trí tuệ. Khi có thể buông bỏ tạp niệm, tâm người ta sẽ thanh tịnh hơn, nhìn kỹ được tiềm lực bên trong và các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân mình, từ đó điều chỉnh được sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần, trở thành một người khoái hoạt. 6. Khoan dung là một loại mỹ đức. Tục ngữ nói, lùi một bước biển rộng trời cao, lùi một bước khiến tâm bình khí hòa. Đây là nói giữa người với người cần tấm lòng khoan dung. Khoan dung là một loại mỹ đức, cũng khiến một người đạt được sự tôn trọng từ người khác. Khoan dung còn là một phương thuốc hay, cứu vớt linh hồn một con người. Khoan dung tựa như ánh sáng, chiếu rọi lên tâm linh của mỗi người. Mở rộng lòng khoan dung với người khác, không chỉ khiến nhân sinh của bản thân được cải biến, mà còn khiến nhân sinh của người khác cũng được cải biến. 7. Học cách tẩy rửa và mở trói cho tâm linh. Tâm linh của con người kỳ thực vô cùng yếu ớt và hỗn tạp, cần phải thường xuyên khích lệ và tẩy tịnh. Một người thường thường khích lệ bản thân sẽ khiến tâm linh vô cùng thoải mái và khoái hoạt. Học được cách cởi trói tâm linh chính là cấp cho bản thân mình một bến cảng ấm áp. Trong cuộc sống đời thường, người suốt ngày phiền não thực ra cũng không phải vì họ gặp nhiều cảnh bất hạnh, mà căn nguyên là do thế giới nội tâm của họ. Bởi vậy, khi phiền não, chúng ta không nên trách trời oán đất, mà nên cởi trói cho tâm linh, thay đổi tâm thái, tránh phiền não gây ra tâm bệnh. 8. Khoái hoạt thực ra rất đơn giản. Người ta nói khoái hoạt là hoa tươi trong mùa xuân, là bóng râm trong mùa hè, là trái cây trong mùa thu, và là trời đầy tuyết bay trong mùa đông. Kỳ thực, khoái hoạt không phải ở đâu quá xa, khó tìm kiếm, mà chính là những điều ở ngay bên cạnh chúng ta. Một nụ cười, một cái nắm tay, một lời nói chân thành chính là một loại khoái hoạt. Người bảo trì được tâm thái thoải mái, vui vẻ cũng sẽ luôn gặp được vận may. Vâng, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.